Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Áp lực là những cầu thủ lĩnh sướng bao giờ cũng phải chịu những áp lực. Mang đến cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng. Afif có kỹ thuật tốt và Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của An Bakri. Rusande. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với An Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Không hiểu là có phải là thủ môn An Bakri cũng như là ban huấn luyện của UEFA Qatar. Tiến Dũng không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của Hà Đức Chinh. Chúng ta nhìn được thở phào là rất đáng gờm. Và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Anh nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Tỷ số luân lưu được cân bằng. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Break. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Van Break. Tiến Dũng. Chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định. Vậy trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên, còn bây giờ Vũ Văn Thành sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thành. Văn Thành. Văn Thành. Văn Thành lừng lẫy. Đã lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, à. Đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào. Văn Lâm.
người đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự dặn dò rất kỹ lưỡng. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài. Một hình ảnh rất đẹp mà người quay phim và đạo diễn hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. Trước U23 Iraq một năm về trước thì những người đã thực hiện những quả đá cho U23 Việt Nam và đều đá rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua đội bóng này với tỷ số 2-0. Và Safi. Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordan trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi dạn dày kinh nghiệm thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta. Và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sút phạt tốt nhất của mình là Baha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88. Và Baha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Đá của Baha là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ sút phạt tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Baha Saif. Cú đá của Baha! Hoan hô Đặng Văn Lâm! Và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta.
Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại kiến tạo! Và chúng ta đang dẫn 3-1 rồi. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi. Đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương. Một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân. Như vậy, Văn Thanh sẽ là người lĩnh sướng. Vũ Văn Thanh và Fahim. Wow! Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên, dù có thể cảm nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh. Đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basim đã đoán đúng. May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng, come on! Rất giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc. Tiến Dũng đã không bị lừa. Tiến Dũng không bay người mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không?
Đó là một... Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo. Hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cung. Bạn đang áp lực, rất áp lực. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Thứ ba cho U23 Việt Nam. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 11m. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Cú đá chính xác của Đức Trình và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Hoàn hảo. Còn nếu như Tiến Dũng cản phá thành công lượt đá này của đội bạn, chúng ta sẽ vào bán kết. Cố lên Tiến Dũng. Amzet vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Chúng ta đã có mặt ở bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ U23 Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình.